Thưa quý vị và các bạn, vườn cây, ao cá hay chăn trâu cắt cỏ, nông nghiệp với số đông người dân Việt Nam nói chung, trẻ em Việt Nam nói riêng có lẽ đã quá quen thuộc. Thế nhưng, cùng với quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhiều trẻ em ở đô thị đã không còn có cơ hội tiếp cận với các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Vâng, những chuyến đi trải nghiệm thực tế tại các trang trại nông nghiệp không chỉ giúp các bạn trải nghiệm mới lạ, mà còn là những bài học quý nuôi dưỡng tình yêu nông nghiệp mà trẻ có thể tiếp cận sau một buổi vừa chơi vừa học. Không vác cuốc hay bất cứ nông nghiệp nào ra đồng, những nông dân nhí này chỉ cần một tinh thần sẵn sàng lăn xả. Thật thích thú khi được tự tay xới đất trồng sen đá, hái rau, cho những con thú ăn, thu hoạch trứng, bắt cá cùng nhau. Hôm nay em được trải nghiệm và cũng đã được thư giãn sau một mấy tuần học vừa qua để chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi sắp tới. Em cảm nhận khi em bắt cá là cảm thấy rất vui và em cảm thấy rất vui vì mình được đi trải nghiệm lần này ạ. Trải nghiệm làm nông dân thực sự mang đến cho các em những cảm giác mới mẻ. Những hoạt động chân lấm, tay bùn chính là những giây phút quý báu, khó quên đối với những đứa trẻ thành thị. Tại vì chương trình học bây giờ tôi thấy khá là áp lực á, nên là cái dịp mà để các cháu chơi như thế này thì rất là bổ ích ạ. Không cưỡng ép, không nặng nề, những hoạt động làm nông này bằng một cách nào đó nuôi dưỡng bên trong trẻ lòng biết ơn bác nông dân, những người đã và đang làm nên hạt gạo, bó rau xanh, bài học vỡ lòng về lòng biết ơn, các giá trị về các sản phẩm nông nghiệp cứ thế được trẻ mang theo trong từng hành trình. Để rồi một ngày trở thành ước mơ bay xa rằng sẽ tiếp nối thế hệ cha ông xây dựng nền nông nghiệp nước nhà giàu mạnh và bền vững.